luật của Đức Christ. Nếu người nào tưởng mình là người quan trọng nhưng trên thực tế chẳng là gì cả, người ấy đã lừa dối mình. Vậy mỗi người phải xem xét công việc của mình rồi mới có thể tự hào về thành quả của mình, vì không ai lấy thành quả của người khác để tự hào bao giờ. Vì gánh nhỏ riêng của ai, người đấy phải gánh lấy. Những ai được người nào dạy đạo cho, hãy chia sẻ mọi vật tốt của mình với người dạy đó. Chứ lừa dối mình, Đức Chúa Trời không thể bị nhạo báng, vì ai gieo gì thì gặt đấy. Ai gieo cho xác thịt của mình sẽ bởi xác thịt gặt sự hư nát. Ai gieo cho Đức Thánh Linh sẽ bởi Đức Thánh Linh gặt sự sống đời đời. Xin chúng ta đừng nản lòng khi làm việc nghĩa, vì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt nếu chúng ta không mệt mỏi và bỏ cuộc. Vì thế khi còn cơ hội, xin chúng ta hãy làm việc nghĩa cho mọi người, đặc biệt cho những người trong đại gia đình đức tin. Rồi. Từ câu 1 đến câu số 10 của cái đoạn 6 này, mọi người nghe có thấy nó giọng văn của Phaolô có gì khác so với những đoạn trước không? Những đoạn trước ông nói về cái gì? Chủ yếu ông nói về cái gì? Luật pháp. Ông phân tích sự khác biệt giữa làm theo đức tin, là chỉ đức tin đơn thuần với Chúa Giêsu, và thứ hai là giữ kinh luật. Và ông lấy các cái bằng chứng ở trong Cựu Ước và cả bản thân ông để minh chứng cho hội thánh Galati rằng chỉ cần tin Đức Chúa Giêsu là đủ, không cần phải làm lễ cắt bì để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng mà đến đoạn 6 chúng ta thấy là có cái gì khác nào? Ông có còn nói tiếp về cái vấn đề đức tin đấy không? Ông không phân tích tiếp về sự khác biệt đức tin đấy, nhưng bắt đầu ông có vẻ như là chuyển xu hướng sang một những cái vấn đề thực tế hơn ở trong hội thánh bên cạnh vấn đề đức tin. Bắt đầu chúng ta xem từ câu 1 nhé. Câu số 1 này: thưa anh chị em, nếu có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh chị em là người thuộc linh hãy lấy tinh thần dịu dàng giúp đỡ người ấy sửa đổi lại, và chính anh chị em cũng phải thận trọng, kẻo anh chị em cũng bị cám dỗ. Cái lời này là sứ đồ Phaolô viết cho ai? Câu số 1 này. Rồi, nhưng mà cụ thể là đối tượng nào? Trong hội thánh lúc đấy thì có mấy phe? À, có hai phe. Phe nào với phe nào? Đức tin cùng luật pháp rồi. À, đúng rồi. Một phe là giữ đức tin mà Phaolô giảng dạy là chỉ cần đức tin với Chúa Giêsu được cứu rỗi. Còn phe kia là phe là đòi hỏi làm lễ cắt bì. Phải không ạ? Thì cái lời này là lời mà ông nói trực tiếp với ai? À, cái phe mà giữ đức tin ấy, à, ông nói rằng là nếu như mà trong hội thánh mà những cái người kia họ tình cờ phạm lỗi thì anh chị em nghĩ mình là người thuộc linh thì sẽ làm gì? Trách nhiệm của người giúp đỡ để họ thay đổi, họ để họ quay trở lại con đường chính đáng. Nhưng mà bản thân mình cũng phải cẩn thận, vì không thì mình cũng sẽ bị dỗ dành và đi theo cái con đường sai đó. Câu số 2 này: hãy mang lấy gánh nặng chung cho nhau, vì như vậy anh chị em mới làm trọn luật của Đức Christ. Như vậy chúng ta thấy rằng là ông sử dụng cái từ luật ở đây nhé. Luật pháp. Luật pháp của Đức Christ này. Còn đây là kinh luật của Môi-se này. Kinh luật bôi xe thì đòi hỏi người ta phải làm gì? Cụ thể trong trường hợp của thánh Galati làm lễ cắt bì này. Còn luật pháp của Đấng Christ đòi hỏi gì? Yêu thương.
Trong cái đoạn là trước thì ông có nói rằng là cắt bì hay không cắt bì thì sao? Có quan trọng không? Không quan trọng. Ai muốn cắt bì thì cắt bì. Đó. Cái quan trọng nhất là đức tin được thể hiện bằng tình yêu thương. Đây đức tin này. Đức tin được thể hiện ra bên ngoài bằng tình yêu thương. Cắt bì đấy thuộc về nghi lễ. Thì chúng ta thấy rằng ở trong mọi thời đại luôn luôn tồn tại những cái sự đấu tranh của hai cái đối tượng này. Dù là bây giờ thì người ta, những người đi theo Chúa nói chung, cả Công giáo lẫn Tin Lành nói chung, thì người ta đều không có dạy là phải làm lễ cắt bì nữa. Nhưng mà chúng ta thấy cái đặc điểm chung ở hội thánh các thời đại là gì? Đây này, là người ta sẽ tập trung vào nghi lễ và người ta đòi hỏi phải giữ nghi lễ. Có thể không phải lễ cắt bì, nhưng mà những cái nghi lễ của giáo hội, những cái nghi lễ của hội thánh, những cái nghi lễ mà con người tự lập ra, và người ta đòi hỏi người khác phải tuân giữ cái nghi lễ đó. Nhưng mà cái việc tuân giữ nghi lễ nó có phải là quan trọng không? Quan trọng là gì? Đức tin được thể hiện ra bằng tình yêu thương, hay nói cách khác là mối quan hệ giữa con người với con người là quan trọng hơn là cái nghi lễ. Tại sao người ta tập trung nhiều vào nghi lễ? Mọi người thử suy nghĩ nhé. Trong nó thiêng liêng hơn, gì nữa? Vì người ta nghĩ rằng là những cái nghi lễ đấy gắn liền với Chúa. Mọi người hiểu chưa? Một trong lý do người ta trung thành với các nghi lễ vì người ta nghĩ rằng các nghi lễ gắn liền, gắn trực tiếp với Chúa và việc tôn vinh Chúa. Nhưng mà việc tôn vinh và thờ phụng Chúa một cách thực tế nhất đấy, nó có phải bằng nghi lễ không? Mà nó bằng tình yêu thương. Hay là cái khác là anh có giữ nghi lễ nhưng mà anh không có lòng yêu thương đối với những người con cái của Chúa, thì cái nghi lễ đấy nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Tất cả những cái gì nó mang tính được gọi là thuộc linh ấy, thì thuộc linh thực sự trước mặt Chúa nó phải được thể hiện trong cái mối quan hệ giữa con người với con người. Câu số 2 đấy thì ông có nói đến vấn đề là mang đến gánh nặng. Cái lời dạy dỗ ở trong Galati này nó có một cái sự tương đồng với lời dạy dỗ ở trong cái sách Corinto thứ nhất. Khi ông dùng hình ảnh của cơ thể, ông nói rằng nếu như một chi thể đau thì sao? Cả cơ thể cũng sẽ bị đau. Nếu như một chi thể được tôn trọng thì cả cơ thể cũng sẽ được tôn trọng. Đó là cái lý do khiến cho là khi một chi thể đau ấy, thì những chi thể khác cần phải quan tâm tới cái chi thể đấy nhiều hơn. Các bạn không ạ? Điều đấy có nghĩa gì? Là trong một hội thánh thì các thành viên trong một hội thánh phải có trách nhiệm để lo tưởng với nhau. Và trong cộng đồng cơ đốc thì các hội thánh cũng phải có trách nhiệm để lo tưởng với nhau. Điều này nó hơi khác xa so với thực tế. Thực tế là hội thánh phần lớn là chưa đạt được cái điều này. Thường là chúng ta lo phần của mình, còn những phần của người khác thì chỉ mặc kệ. Ở đây á, chúng ta nhớ là trong cái câu số 5 á, thì ông Phaolô ông dạy sao, đó là
gánh của người nào thì người ấy phải phải mang. Quý vị nhìn câu 5 chưa? Gánh của ai thì người đấy phải mang. Chúng ta không được có cái tinh thần là vì hội thánh là cơ thể cho nên là mình cứ ỷ lại là khác nha. Anh lười lao động xong rồi anh đến lúc anh thiếu ăn bắt đầu anh mới đi xin hội thánh, anh nhờ hội thánh giúp đỡ. Rồi người ta không giúp đỡ thì anh lại nói là phải mang lấy gánh nặng cho nhau tình yêu thương, hội thánh lại thiếu tình yêu thương. Alo, nữa làm sao? Gánh người nào người đấy phải tự mang. Nhưng bên cạnh đó thì Paulo cũng dạy rằng hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Điều đấy có nghĩa rằng là trong cuộc sống sẽ có những khi mà các thành viên hay một số thành viên nó sẽ có những cái nan đề xảy ra mà vượt quá cái sức họ có thể gánh được, thì lúc đấy cần sự chung tay. Chứ không phải hội thánh là chỗ mà người ta ỷ lại. Trong cái chương 6 này á, thì tôi sẽ phân tích mở rộng. Tôi sẽ phân tích mở rộng ra một chút xíu mà để mang tính áp dụng của chúng ta hiểu ở trong hội thánh. Nếu mà chúng ta rơi vào trong cả hai, một trong hai thái cực thì chúng ta đều sai hết. Thái cực thứ nhất đó là tôi chỉ lo phần của tôi thôi, không cần phải quan tâm tới ai. Đấy là sai. Thái cực thứ hai đó là việc của ai cũng lao vào giúp đỡ, giúp đỡ một cách thiếu khôn ngoan để cho những cái người nhận giúp đỡ họ họ có cái tinh thần là tinh thần lệ thuộc thì lại là sai. Một phần trách nhiệm của mỗi một người Chúa tạo ra để tự lo cái gánh riêng của mình. Anh có nan để anh phải tự giải quyết, nhưng mà cái gì cũng đến nhờ hội thánh mới nhờ mục sư giải quyết thôi. Anh không phải là đứa trẻ lên năm lên ba mà cái gì cũng phải nhờ. Anh phải biết tự giải quyết vấn đề của mình. Còn khi có những cái vấn đề nó vượt quá cái sức không có khả năng giải quyết thì lúc đấy cần nhờ đến hội thánh hoặc cần nhờ đến mục sư và những người lãnh đạo sẽ giúp đỡ cho anh. Chứ không phải cái gì cũng nhờ đến người lãnh đạo, cái gì cũng nhờ đến hội thánh thì nó lại là ra cái thái cực khác rồi. Ở đây chúng ta thấy nhé, tôi nói lại là chúng ta giữ cái tinh thần của Phaolô của câu số 2 và cả câu số 5. Hai tinh thần này phải song hành ở trong hội thánh để không ai có cái cảm giác là đến hội thánh là bị lệ thuộc. Và đến đây thì tôi phải có trách nhiệm để giúp đỡ người này hay là giúp đỡ người kia. Hay là để làm người khác đến hội thánh là có một cái tinh thần là sẵn sàng là ỷ lại để cho người khác lo cái gánh nặng cho mình. Chúng ta nhìn câu số 3. Trước khi tôi sang câu số 3, tôi hỏi ai có hỏi câu hỏi gì? Giữa câu số 2 và câu số 5. Trong góc độ thực tế có ai có câu hỏi? Tất cả về tinh thần lẫn vật chất về sức lực, chứ không phải chỉ với tinh thần đâu. Mang gánh nặng ở đây là cả về tinh thần, về sức lực và về vật chất. Bất cứ những điều gì chúng ta có thể làm. Nó mát được cả,
Sao người sư nói là ý chỉ dẫn là cho tất cả không hội thánh hàng là người là người thì là hội thánh người quân đội người quân gấu họ còn người quân gấu họ vẫn luyện còn biết phát hiện đạn ở sông ở chiến trường là quân gấu còn ích lợi cho quân đội còn hội thánh không phải nơi từ thiện không phải nơi từ thiện mà để cứu giúp những người nghèo đó họ lấy ngay cái con gấu ra cho quân đội hội thánh của Đức Trời không phải là những nơi từ thiện cho những người nghèo và đóng góp vào để xây dựng mở mang vương quốc của Chúa để cứu người hữu nạn. Rồi chúng ta thấy nhé là phải cân đối nhé. Câu 10 này Phaolô dạy là vì thế khi có cơ hội chúng ta hãy làm việc nghĩa cho mọi người, đặc biệt cho những người trong đại gia đình đức tin, là giúp đỡ có thể hay giúp đỡ về mặt tài chính chứ không phải là chỉ giúp đỡ về mặt tinh thần đâu. Tùy vào hội thánh, tùy vào mỗi hội thánh họ sẽ có một cái triết lý làm việc khác nhau. Ví dụ như là có một số hội thánh như hội thánh Mennonite chẳng hạn ở trên thế giới này là cái hội thánh mà họ sẽ tập trung rất nhiều vào công tác từ thiện. Đấy. Còn có những hội thánh khác thì họ cũng làm từ thiện nhưng mà ít, không bằng một số những hội thánh như thế là hội thánh Mennonite tôi kể tên chẳng hạn. Thì cái đấy thì nó tùy vào mỗi một hội thánh. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái lời dạy dỗ ở đây Phaolô nói rằng là chúng ta phải cân đối, tức là một phần về phía cá nhân thì mỗi một người phải tự lo cuộc sống riêng của mình, mỗi một gia đình thì phải tự lo cái gia đình riêng của mình. Đó. Và khi nào mà vượt quá cái khả năng của mình ấy mà rất cần sự hỗ trợ, sự giúp đỡ thì tín hữu trong hội thánh thì nên chia sẻ nếu có thể được. Câu số 3, nếu người nào tưởng mình là người quan trọng nhưng thực tế chẳng là gì cả, ấy là người đã lừa dối mình. Bây giờ chúng ta liên hệ trực tiếp tới hội thánh Galati là đối tượng nào nghĩ mình là quan trọng. Vì trong hội thánh Galati có một số người đi theo cái sự dạy dỗ của người Do Thái cho rằng là phải giữ kinh luật, phải làm lễ cắt bì và thuyết phục mọi người trong hội thánh tin theo cái niềm tin đó và lìa bỏ cái sự dạy dỗ mà Phaolô đã giảng dạy và thiết định từ ban đầu. Thì những người đấy là những người mà tự cho là quan trọng, và ông Phaolô nói rằng là như thế là tự lừa dối mình. Câu số 4, vậy mỗi người phải xem xét công việc của mình rồi mới có thể tự hào thành quả của mình, vì không ai lấy thành quả của người khác mà tự hào về mình bao giờ. Hội thánh Galati do ai thành lập? Do ai dạy dỗ? Nhưng mà những người kia thì lại tự hào đến và tự hào rằng là đây là công lao của chúng tôi, và chúng tôi dạy dỗ, chúng tôi khai sáng cho anh em để anh em có thể hiểu được chân đạo của Chúa. Thực ra đó là sự lừa dối bản thân. Ông Phaolô là đừng đến để nhận lấy cái thành quả của người khác cho mình. Bản thân Phaolô, triết lý của ông là gì? Ông khi ông đi giao giảng tin lành thì ông đi giao giảng ở đâu? Ở những nơi nào mà đạo của Chúa chưa được giao giảng để không lập trên nền của người khác. Chứ ông không có đến chỗ nào có hội thánh rồi, bởi vì chúng ta nhớ rằng ngoài Phaolô ra có rất nhiều người khác giảng đạo chứ không chỉ trên thế giới chỉ có một mình Phaolô giảng đạo lúc đó đâu. Có rất là nhiều người khác cũng giảng đạo mà. Cho nên có nhiều, ngoài hội thánh Phaolô thiết lập thì còn nhiều hội thánh mà do những người khác thiết lập nữa, do các sứ đồ và do các môn đồ của Chúa ở khắp nơi thành lập. Phaolô là thế hệ sau mà. Nhưng mà khi ông Phaolô đi giảng đạo thì sao? Ông không đến những nơi đã có hội thánh rồi mà ông đến những nơi chưa có hội thánh.
để ông rao giảng ở đó, ông cứu những người dân ở đó. Thì chúng ta thấy nó khác với tinh thần của rất nhiều giáo phái ngày hôm nay, rất nhiều người ngày hôm nay là đến những cái nơi mà người ta đã có hội thánh và tìm cách để ảnh hưởng trên bầy chiên nó, xong rồi lôi kéo bầy chiên nó sang hội thánh mình. Thì đấy là cái tinh thần không tốt, vì cái điều đó nó không gây dựng cho hội thánh, lấy đi công lao sức lực của người khác. Và cái điều đó nó không làm cho tin lành của Chúa phát triển. Chúng ta nhớ rằng là tin lành phát triển nó phải đếm từ con số là tổng con số của tất cả các hội thánh nhé, tăng lên theo hàng năm so với mức độ tăng dân số, chứ không phải ví dụ như hội thánh này chạy sang hội thánh khác thì con số có tăng không? Không, nó chỉ tăng ở cái hội thánh này so với hội thánh kia, chứ còn tăng con số tin lành không có tăng, con số người trên thiên đàng không có tăng. Bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng nhé, nếu như mà ví dụ như là có 10 hội thánh nhưng mà tín đồ của 9 hội thánh chạy sang một hội thánh thì thực ra có tăng không? Chỉ có một cái hội thánh đấy tăng thôi, nhưng mà con số những người lên thiên đàng thì vẫn thế, ở trên thiên đàng vẫn thế. Mà mục tiêu của chúng ta là cứu người vào thiên đàng hay là cứu người vào hội thánh mình? Đưa người khác vào trong thiên đàng của Chúa chứ không phải đưa người khác vào trong hội thánh của mình. Cho nên ông Phaolô, triết lý của Phaolô rất hay là tôi lấy làm vinh để rao giảng tin lành nơi nào mà danh của Chúa Giêsu chưa được rao giảng. Những người giảng đạo á, có tinh thần như thế thì mới là những người giảng đạo thật. Tức là những người giảng đạo mà ông cứ đến ông nhăm nhe, ông đến chỗ hội thánh này, chỗ hội thánh kia, ông nhăm nhe để lôi kéo móc, lôi móc chiên, thì đấy là những người giả, những người có tinh thần không tốt. Và những tinh thần đấy cần phải loại bỏ ra khỏi hội thánh. Hội thánh Galati có một sự cạnh tranh rất là lớn, có phải không quý vị? Cạnh tranh giữa đối tượng nào với đối tượng nào? Đúng rồi, cạnh tranh giữa những người đi theo Phaolô và những người đi theo những người Do Thái, những người đi theo đức tin đơn thuần và những người đi theo cái việc làm lễ cắt bì kia. Ở đây nhá, xin lỗi, là có cả đức tin nữa, tức là họ có tin Chúa Giêsu nhé, họ có tin Chúa Giêsu nhưng mà họ đòi hỏi phải làm thêm cắt bì mới được cứu rỗi. Và đây chính là điều mà Phaolô dạy sai. Kinh luật thì không có vấn đề đức tin nữa, không, kinh luật thì chưa có. Thực ra nghiên cứu kỹ về kinh luật thì có nói đến đức tin, bởi vì cả kinh luật là nói về Chúa Giêsu mà. Có điều là họ không nhìn nhận, chưa nhìn nhận ra được. Thế cái sự bè phái và cái sự tranh cạnh ở trong hội thánh Galati này á, nó cũng có thể là một cái hình thức, cái mô hình mà chúng ta thấy rằng là hội thánh trải qua nhiều thời kỳ, đặc biệt là giai đoạn cuối cùng thì nó cũng tồn tại như thế, có nhiều cái sự cạnh tranh ở trong hội thánh của Chúa, khi mà người ta tìm cách để mà bóp méo thì cái lẽ thật của Chúa, cũng như là tìm cách để mà tìm cái ảnh hưởng ở trên thánh của Chúa. Câu số 6. Những ai được người nào dạy đạo cho hãy chia sẻ mọi vật tốt của mình với người dạy đó. Bây giờ mọi người liên hệ câu Vinh Thánh này trực tiếp tới hội thánh Galati và Phaolô. Tại sao Phaolô nói điều này? Bên cạnh cái lẽ đạo quan trọng mà Chúa dạy thì còn có một cái lý do thực tế khiến cho Phaolô nói điều này.
Bây giờ giữ câu kinh thánh đấy liên hệ tới đoạn 4. Giờ lại đoạn 4. Câu số 12. Và câu số 18 đến câu số 18. Mọi người liên hệ đi. Câu 12 nhé. Đoạn 4 câu 12. Thưa anh chị em, tôi này xin anh chị em hãy trở nên giống như tôi vì tôi đã trở nên giống như anh chị em. Anh chị em đã không đối xử tệ với tôi khi dù khi tôi đến giảng tin mừng cho anh chị em lần đầu như anh chị em đã biết thân thể tôi lúc đó bị đau yếu. Mặc dù lúc đó thân thể đau yếu của tôi là một thử thách cho anh chị em, nhưng anh chị em không khinh rẻ tôi hoặc chán ghét tôi. Ngược lại, anh chị em đã tiếp rước tôi như thiên sứ của Đức Chúa Giêsu vậy. Phước hạnh đó của anh chị em bây giờ đâu rồi? Tôi có thể làm chứng với anh chị em rằng lúc đó có thể được anh chị em móc mắt mình để cho tôi. Câu 16, phải chăng bây giờ tôi đã trở thành kẻ thù với anh chị em vì đã nói cho anh chị em sự thật? Câu 17, những người đó nhiệt tình với anh chị em không phải là ý tốt. Họ chỉ muốn cô lập anh chị em với chúng tôi để anh chị em nhiệt tình với họ. Rồi, một lý do thực tế khiến cho Paulo nói cho họ một cái trách nhiệm. Tôi nuôi và chăm sóc những người dạy đạo với mình trong câu số 6. Là tại sao? Là gì? Lý do thực tế như thế xong rồi. Chưa nói là áp dụng nhé, chưa nói cái vấn đề áp dụng. Nhưng mà thực tế chuyện gì xảy ra khiến cho ông Paulo phải nói điều này? Sau khi ông Paulo đi rồi thì những người dạy kinh luật của Bô Xe kia bắt đầu vào phải sai trái, thì bắt đầu họ đi theo cái sự dạy chỗ sai, nhưng họ không được đúng. Đúng rồi. Khi Paulo đến giao giảng tin lành cho người Galati thì người Galati đã tiếp nhận đạo như nào? Rất là tốt. Và họ đối xử như nào đối với Paulo? Rất yêu thương và đối xử với ông như thiên sứ của Chúa. Thậm chí là con nếu có thể được thì họ còn móc cái mắt lên cho Paulo, bởi vì ông Paulo có cái mắt yếu, mắt mở. Và sau khi những người theo cái niềm tin rằng là người Do Thái đó, phải làm lễ cắt bì thì mới được cứu rỗi, thì những một phần trong hội thánh Galati đã rời bỏ cái niềm tin của Paulo, và đồng thời rời bỏ cái niềm tin đấy là nó rời bỏ cả cái gì? Rời bỏ cả sự tôn trọng, rời bỏ cả cái gì đó, rời bỏ cả tình yêu thương và cả cái sự chúc phước về mặt kinh tế cho chức vụ của Paulo nữa. Và mục đích của những người Do Thái để làm gì? Cô lập Paulo và để cho hội thánh Galati nhiệt tình đối với họ. Và cho nên trong cái câu số 6 câu số 6 này thì ông Paulo nói là cái người nào mà dạy đạo cho mình phải có trách nhiệm để chia của tốt nhất cho người dạy đó. Và ai là người đã dạy đạo cho hội thánh Galati? Paulo là người dạy đạo cho hội thánh Galati. Quý vị có thấy rằng là Paulo đang thuyết phục, đang tìm cách để phục hồi lại những cái mà hội thánh Galati đã đánh mất không ạ? Rồi, có ai có câu hỏi gì không?
Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng ra một chút nhé. Corinto thứ nhất là 9 câu số 14. Tôi xem từ câu số 1 đi. Lúc này là Paulo nói cho hội thánh Corinto. Bây giờ chúng ta dở lại bản đồ nhé. Bản đồ cuối cùng là đánh dấu lại. Bây giờ mình quay lại bản đồ đi. Cuối cùng của Vinh Thánh nào. Mình xem là hội thánh Corinto cách hội thánh Galati bao xa nào. Mọi người nhìn thấy chưa? Galati thì nhìn ra rồi đúng không? Rồi Corinto ở cái phía mép bản đồ ấy, mép cái tờ giấy ấy, nhìn chưa? Bên cạnh Athens, ai nhìn được cái chỉ cho người bên cạnh? À. Corinto này, Athens này, bây giờ thuộc về Hy Lạp đấy. Rất xa đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại Corinto nhé. Corinto đoạn thứ 9 ạ. Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta sao? Anh chị em há chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ân tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ vinh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng anh em trong Chúa Sê-pha đã làm hay sao? Rồi. Ông Phaolô thì đi phục vụ Chúa một mình, nhưng ông Phi-e-rơ thì đi ai đi phục vụ Chúa ai? Rồi. Hay là chỉ một mình tôi với Ba-na-ba không có được phép khỏi làm việc? Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bày vật mình mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy nào có phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu, luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng người chớ khấp miệng con bò khi đang đập cứa. Há chẳng phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Ai lo cho bò? Chúa lo cho bò hay người lo cho bò? Đấy, chúng ta nhìn lại cái ngành này. Theo mạch văn này là Paulo nói rằng ai phải lo cho con bò? À. Cái người đang sử dụng con bò là lo cho con bò hay là Chúa lo cho con bò? Người nào mà sử dụng con bò phải nuôi con bò đấy chứ không phải là mình sử dụng nó bảo Chúa đi mà lo.
Rồi chúng ta xem tiếp. Câu số 11. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải là một việc quá lạ? Người khác còn có quyền ấy trên anh chị em vốn chi là chúng tôi, giàu vậy chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi ngăn trở tin lành của Đức Christ nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn ăn ở đâu? Ăn của dân ở trong đền thờ, còn ai hầu việc trong bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai giao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng dùng quyền ấy chút nào, và viết thư này chẳng phải đòi quyền ấy lại, vì tôi thà chết còn hơn chịu ai cất lấy cớ phe mình này đi. Ví mặn tôi giao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ phe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không giao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, nếu là nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ đó vẫn khó đến tôi. Rồi cái phần dưới thì chúng ta không có đọc. Rồi bây giờ tôi sẽ phân tích cái phần này nhé. Lại quay trở lại cái câu chuyện của Paulo với hội thánh Corinto thì có vấn đề gì đang xảy ra? Liên quan đến tài chính đấy. Paulo làm việc một mình hay làm việc theo nhóm? Đối với trong trường hợp này của thánh Corinto, làm việc một mình hay theo nhóm? Theo cái mạch văn thì chúng ta thấy là ông làm việc một mình hay theo nhóm. Có đề cập cái tên của ai? À, Barnaba. Rồi có dùng cái từ là chúng tôi có số 4, như vậy là số ít hay số nhiều? Như vậy là ngoài Paulo ra thì còn có một số những người khác đồng hành cùng Paulo trong việc phục vụ hội thánh Corinto. Và vấn đề là gì? Những người này đến giảng đạo cho họ và họ để cho hội thánh để cho mấy người kia sao? Của nói. Ông Phaolô viết cái thư này, viết cái phần này trong lá thư Corinto để làm gì? Để phải có trách nhiệm nuôi người hầu của Chúa, phải không? Để hội thánh Corinto phải có trách nhiệm nuôi người hầu của Chúa. Và ông nói rằng là nếu như mà gieo của thiêng liêng thì đặt lại của vật chất thì có phải đều sai không? Rồi cái quan niệm này là quý vị nghĩ thế nào về quan niệm này? Anh đi phục vụ Chúa thì Chúa sẽ ban thưởng lại cho anh chứ không phải là tôi. Nói câu đấy có đúng không? Cũng đúng. Nhưng mà mới đúng có một nửa. Đúng là ai đi phục vụ Chúa thì Chúa sẽ ban thưởng cho người đó, có phải không? Nhưng mà đấy là phần của Chúa, nhưng mà còn phần của mình thì sao? Thì họ đi làm không thì họ làm ăn đó. Nhất là khi lên đường lên núi và đi dạy thánh về sau đi đâu cũng được cửa khổ.
Rồi chúng ta thấy ông Paulo đưa ra trường hợp của Phi-e-rơ đây là gì? Phi-e-rơ đi phục vụ Chúa cùng với ai? Cùng với vợ. Và ai lo cho chức vụ của Paulo? À, Phi-e-rơ. Vợ ông đi, vợ ông đi cùng với ông, vợ ông làm cái gì? Những người hội thánh đấy nào? Yeah. Phi-e-rơ phục vụ Chúa trong hội thánh nào? Hội thánh ở Jerusalem. No. Thế vậy là hội thánh Jerusalem lo cho chức vụ của Phi-e-rơ về mặt kinh tế. Thế còn Corinto là dân ngoại phải không? Galati cũng là dân ngoại bang. Thế thì ông biết điều này nói rằng là hội thánh Jerusalem lo cho chức vụ của Peter và anh chị em là hội thánh dân ngoại cũng phải học tập từ hội thánh Jerusalem nữa, giống như là họ lo cho chức vụ của Peter. Còn cá nhân Phaolô thì ông nói làm sao? Chúng tôi viết thư này không thể đòi lại cái quyền đấy, mặc dù có quyền không? Có quyền nhưng ông không đòi lại. Là đôi khi trong chức vụ của Phaolô thì ông vẫn phải đi làm việc may trải để kiếm sống. Tuy nhiên là không phải là cả cuộc đời của ông đi may trải, chỉ có từng thời điểm nhất định ông đi may trải thôi. Rồi bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ thực tế này nhé, để cho mọi người suy ngẫm và cho tôi biết. Một ông người Mỹ, ông này được ơn về cầu nguyện giải cứu, ông ấy chuyên về chức vụ cầu nguyện giải cứu, và mỗi một người đến cầu nguyện giải cứu thì phải trả cho ông $200. Còn nếu như mà đi đến tận nơi, ông đi đến tận nơi thì phải trả tiền vé máy bay, tức là lo hết mọi cái cho ông ấy. Tiền mà ông ấy nhận như là tiền công đó, là $200 cho một ca. Thì theo quý vị thì quý vị nghĩ thế nào về điều đấy? Đúng hay sai, hay là đồng ý hay không đồng ý, hay như thế nào? Quý vị cho tôi ý kiến. Quy định là phải hay là từ tấm lòng người ta? Không, ông ấy... người Mỹ thì họ rất là sòng phẳng. Nó không có ý tứ như người Việt Nam mình đâu. Người Việt Nam mình đặc biệt vấn đề tài chính là hay ý tứ, hay ngại. Người Mỹ rất sòng phẳng. Người Mỹ rất sòng phẳng. Tôi cầu nguyện, một ca tôi cầu nguyện là ví dụ là $200 nhỉ. Ví dụ như các đại anh, anh không có tiền thì anh sẽ nói chuyện với người ta sẽ tìm cách đỡ hoặc như nào đó thì không biết, nhưng mà trung bình là $200 cho một ca, không có tính các cái chi phí khác nếu mà anh đến cái chỗ văn phòng người ta làm việc ấy. Đấy. Còn đâu nếu như mà không đến đấy mà anh muốn là ông ấy đến tận nơi thì ông anh phải trả tiền máy bay rồi lo cái tiền khách sạn. Mỗi sáng cho ý kiến đi. Theo quan điểm của em thì ông ấy lấy một ca là khoảng $200. Thì Chúa Giêsu cũng dạy các môn đồ là các ngươi đã được nhận lãnh không thì hãy ban cho không. Thì sao? Thì em thấy
nếu như mà một người khác muốn mời ông đấy về để cầu nguyện thì đương nhiên là phải lo cho ông đấy. Rồi tôi đang tìm đến câu kinh thánh mà Chúa Giêsu nói là các người được nhận lãnh ban, được nhận lãnh miễn phí thì hãy ban cho miễn phí. Từ chứng khoán là gì nhỉ? Cái từ đó là gì? Hay tìm hộ. Vậy nhá. Vâng thì đoạn 10 câu số 8. Và chúng ta xem câu thánh này nhá. Và thì đoạn 10 câu 8 mà chúng ta xem này. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ khung và trừ các quỷ. Các ngươi được lãnh miễn phí thì hãy ban cho miễn phí. Rồi, chúng ta so cái câu kinh thánh này với những gì Paulo dạy trong Corinto và Galati thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Paulo khuyên là hãy chia sẻ chứ không là bắt là phải. Paulo nói là sao? Đấy là trách nhiệm đấy, chứ không phải là một lời khuyên, nó nói trách nhiệm. Trách nhiệm của người nghe đạo là phải nuôi người dạy đạo. Galati đoạn 6 câu 6, người nào mà người ta dạy đạo cho thì phải chia mọi của tốt của mình cho người đó. Trong Galati ông nói người nào nuôi tin giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Chúng tôi giao giảng điều thiêng liêng, gieo điều thiêng liêng thì gặt lại của vật chất, chỉ có điều gì là quá đáng. Đó là trách nhiệm này, chứ không phải là thích thì làm, muốn thích thì không làm đâu. Rồi so sánh với lời Chúa Giêsu nói các ngươi được nhận lãnh miễn phí thì hãy ban cho miễn phí. Điều này có nghĩa là như nào? Có phải nhận lãnh uy quyền miễn phí không ạ? Bây giờ quyền năng chữa bệnh, quyền năng đuổi quỷ đến từ đâu? Có phải là mình lấy tiền mình mua được không? Hay mình học mình mua được không? Cái uy quyền đấy Chúa ban cho miễn phí phải không ạ? Rồi. Như vậy là chúng ta phải, khi chúng ta học kinh thánh chúng ta phải rất cân đối nhé. Một câu kinh thánh không đủ để xây dựng ra một lẽ đạo. Hãy nhớ điều này. Học kinh thánh là chúng ta phải nghiên cứu toàn bộ kinh thánh. Một câu kinh thánh không đủ để xây dựng một lẽ đạo để chúng ta dựa vào đó chúng ta sống theo. Luôn luôn nhớ điều này. Không bao giờ được xây dựng một lẽ đạo dựa vào một câu kinh thánh, mà phải nhìn vào tổng thể của cả kinh thánh. Bây giờ tạm thời để đấy nhé, bây giờ sang cứu ước một chút nhé.
À, đây là tìm một tôi cơ công đoạn kinh thánh này. Đó là khi mà sau lơ đấy, lúc chưa lên làm vua ấy, lúc đấy đang đi chăn bò, đang chăn gia súc cho bố của mình, thì có một con nó bị lạc, đúng không? Sau khi lúc đó thì cái người đầy tớ mới bảo rằng là hay là đi cầu hỏi Samuel, tiên tri Samuel xem là cái con đấy nó lạc ở chỗ nào. Thì ông Saul, lúc đấy Saul, thanh niên Saul lúc mới chưa được làm vua, là còn thanh niên thôi, Saul nói gì với người đầy tớ? Đến thì cũng được, nhưng mà mình có đem theo của lễ thì đâu, bây giờ chẳng nhận đến người không. Để chúng ta tìm câu thánh đó. Đoạn 9, sang đây thứ nhất là 9. Sang đây thứ nhất là 9. Sao bên này, giờ một lúc con sẽ biết tìm sao bên được. Không phải. Xem câu 6 có 7 nhá. Đoạn 9. Câu 6 có 7 này. Kẻ tôi tớ đáp cùng sau lơ rằng, hãy nghe, trong thành này có một người của Đức Chúa Trời là người rất tôn trọng, mọi sự người nói trước đều ứng nghiệm chẳng sai. Vậy chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ người sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải nương theo. Sau lơ nói cùng kẻ tôi tớ mình rằng, phải, chúng ta hãy đi đến đó, nhưng chúng ta phải lấy gì mà dâng cho người? Các bao chúng ta đều hết lương thực và chúng ta chẳng còn một lễ vật nào để dâng cho người Đức Chúa Trời. Chúng ta còn chi? Rồi, chúng ta thấy không ạ? Khi mà Saul và người đầy tớ lại muốn đi đến gặp Samuel thì họ cần phải làm tan theo gì? À, tại sao Saul lại nói từ đấy? Như vậy là đấy có phải là điều mà người người trong thời kỳ của họ thường xuyên làm, mỗi khi đến cầu hỏi tiên tri thì họ thường đem theo lễ vật, có phải không? Đây là một trong những câu chuyện, nhưng không phải là một câu chuyện duy nhất. Một trong những câu chuyện ở trong Cựu Ước, khi bất cứ khi nào họ đến gặp tiên tri, họ đều đem theo quà hết, lễ vật. Họ dùng đúng giờ, dùng từ lễ vật. Câu 8 này, kẻ tôi tớ tiếp rằng, tôi có trong mình 1/4 xích lơ vàng, tôi sẽ dâng bạc đó cho người Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta. À, sau lơ nói bây giờ mình chẳng có gì, người đệ tử nói, ồ bây giờ tôi còn không có, chỉ còn một ít tiền, thôi cứ đi. À, thuở xưa trong Israel, hễ người ta đi cầu vấn Đức Chúa Trời thì người ta thường nói chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến. Vì người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri, ngày xưa gọi là nhà tiên kiến. Rồi sau khi đến gặp Samuel thì Samuel có nói tiên tri cho họ không?
Có, sao bên chị cho biết là con lừa đã về nhà rồi, con lừa hay là con bò? Con lừa à? Con gì? À, con lừa đã về rồi. Chúng ta tập trung vào tập trung vào cái sự kiện là dâng lễ đây nhé, về tôi đang chia sẻ về vấn đề này. Bây giờ chúng ta liên kết sự kiện này, liên kết với câu Chúa Giêsu nói này, và liên kết với sách Côrintô và Galati thì chúng ta hiểu thế nào? Quay trở lại cái trường hợp mà tôi nói đấy. À, chúng ta liên kết cả tất cả những cái gì trong Kinh Thánh và thực tế thì chúng ta hiểu rằng cái vấn đề chúng ta hiểu rất quan trọng, nếu tôi hiểu sai là sẽ áp dụng sai và hiểu đúng thì chúng ta đã áp dụng đúng được. Rồi, Chúa Giêsu thì nói rằng là các ngươi được lãnh miễn phí thì hãy ban cho miễn phí. Còn Phaolô thì dạy hội thánh Galati và hội thánh Corinto. Điều này có nghĩa là các hội thánh khác ông cũng dạy nhé. Ít nhất là trong hai thư này ghi lại có nghĩa là hội thánh khác ông dạy là tín hữu trong hội thánh, hội thánh phải có trách nhiệm lo cho người phục vụ Chúa. Rồi trong Cựu Ước thì ghi rằng là bất cứ khi nào đến gặp tiên tri thì họ đều đem lễ vật. Nếu có thời gian này tôi có thể để trích cho quý vị xem nhiều chỗ trong khác trong thứ bước nữa. Giờ chúng ta sẽ hiểu như nào. Giờ thứ nhất chúng ta hiểu cái câu Chúa Giêsu nói đã. Hiểu câu Chúa Giêsu nói trong cả cái mạch văn của tất cả các chỗ khác trong Kinh Thánh, ta hiểu. Về phần người, về Chúa Giêsu nói này, nói đang nói cho ai? Đang nói cho người đi cầu nguyện, đi người đi giảng đạo. Thế còn Phaolô đang nói cho ai? Người nghe đạo. Khác nhau nhé, đây chúng ta thấy này, quý vị chú ý nhé. Chúa Giêsu thì nói cho người giảng đạo, còn Phaolô thì nói cho người nghe đạo. Đối với người giảng đạo thì sao? Không đặt cái vấn đề về 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 tiền bạc làm cái điều kiện, đúng không? Nhưng mà đối với người nghe đạo thì sao? Phải có trách nhiệm, đúng không? Chúng ta thấy nhé, con lời Kinh Thánh có đối lập với nhau không? Đối lập nhé. Đây là thứ nhất là Chúa Giêsu nói đối với trách nhiệm của người giảng, đối không phải trách nhiệm mà đối với vai trò của người giảng đạo. Còn đâu Phaolô thì nói trách nhiệm của người nghe đạo. Bây giờ quay trở lại cái trường hợp của cái ông một ông ở bên Mỹ đấy, cái ông đổi quỷ, ông không còn phải tên, thì theo quý vị thì là như thế nào? Nên đúng hay sai hay như nào? À, thu mỗi một ca đổi quỷ là 200 đồng. Rồi bây giờ nhé, chúng ta sẽ xem về hai góc độ này. Thứ nhất, nếu như lấy cái tiền đó làm điều kiện để cầu nguyện thì có những người ta không có tiền thì sao? Có những người không có tiền thì sao?
thì không được cầu nguyện. Thì cái điều đó nhất là anh đặt cái điều, anh đặt cái đấy nó làm cái điều kiện này, thì tôi nghĩ nó là sai, đúng không? Bởi vì có rất cũng có những người ta không có khả năng, và ta đang bị ở trong trạng thái tình trạng đấy, và người ta cần được giúp đỡ, thì như thế là sai. Bây giờ xét trên một góc độ khác nhé, là xét trên góc độ thực tế này, bây giờ khi anh đến văn phòng của ông ấy để nhờ cầu nguyện thì anh phải trả đấy $200 đã. Trên góc độ thực tế nhé, ông phải trả tiền điện, tiền nước, ông phải trả tiền cho nhân viên quản lý văn phòng, làm hệ thống, làm kỹ thuật, quay phim. Thế thì tiền đấy ở đâu ra? À, chúng ta thử suy nghĩ một cách thực tế thôi. À, bây giờ vì nó là văn phòng, nó là văn phòng, ông phải có nhân viên hỗ trợ, phải có người làm kỹ thuật, phải có người đăng lên trên mạng và quản lý mạng, làm nhiều cái. Thì tiền ở đâu ra? Chúng ta nhìn đến góc độ thực tế nhé. Chưa nói đến cái việc là ông ấy theo cái lời mời của mình là bay đến tận nơi để ông cầu nguyện cho mình. Nếu mà ông bay đến tận nơi để cầu nguyện cho mình thì cái chuyện là mình phải lo cho những người như thế là chuyện đương nhiên rồi. Có phải không? Là đương nhiên rồi. Không ai ăn cơm nhà mà đi đánh giặc. Đó là phần của cái người nhận sự cầu nguyện. Thế còn phần của cái người cầu nguyện thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cân đối. Một phần là chúng ta nhớ giữ cái lời răn dạy của Chúa Giêsu là được lãnh nhưng không thì hãy cho mình không. Không đặt nó là cái điều kiện cốt yếu. Nhưng mà trách nhiệm của người nhận sự cầu nguyện là phải lo cho cái người được cái người cầu nguyện. Rồi có câu hỏi gì không ạ? Chúng ta quay trở lại Galati. Đang đến câu số 7. Chớ lừa dối mình, Đức Chúa Trời không thể bị nhằm vào, vì ai gieo gì thì gặt đấy. Ai gieo cho xác thịt của mình sẽ gọi xác thịt gặt sự hư nát. Ai gieo cho Đức Thánh Linh sẽ gọi Thánh Linh gặt sự sống. Liên hệ tới đoạn 5, có phải là đoạn 5 đang nói đến xác thịt và Thánh Linh không? Đối tượng nào bước đi theo Thánh Linh? Người giữ ước tin. Đây, nhìn cái này đây. Đối tượng này bước đi theo Đức Thánh Linh. Đối tượng này theo xác thịt. Mà theo Thánh Linh, những bông trái của Thánh Linh thì chúng ta đã từ cái hôm trước bảo mạng bông trái của xác thịt thì chúng ta cũng đã ghi hôm trước rồi. Còn kết quả của đi theo Thánh Linh là sự sống này. Kết quả của xác thịt là chết, sự hư nát. Câu số 9. Xin chúng ta đừng nản lòng khi làm việc nghĩa, vì đến đúng kỳ chúng ta sẽ cạnh nếu chúng ta không mệt mỏi mà bỏ cuộc. Vì thế khi còn cơ hội, xin chúng ta hãy làm việc nghĩa cho mọi người, đặc biệt cho những người trong đại gia đình được tin.
qua cái sự mô tả và những lời của Phaolô thì chúng ta biết rằng là hội thánh Galati cũng có những cái khó khăn. Mà thực ra hội thánh trong thời kỳ nào cũng thế. Hội thánh trong thời kỳ nào cũng có người khó khăn ở trong hội thánh liên tục. Nhưng khi họ bước vào hội thánh thì họ cũng là một phần trong chi thể của Chúa, và nếu có thể được thì hội thánh giúp đỡ, hỗ trợ. Đây là hỗ trợ khi người ta thực sự là khó khăn. Và bây giờ tôi sẽ mở rộng ra một tí nhé. Mở rộng điều này ra một tí. Hỗ trợ giúp đỡ nó có nhiều góc cạnh. Rồi, thứ nhất là hỗ trợ cho người ta miếng ăn. Thứ hai là hỗ trợ cho người ta có cái nhà, là có cần câu cá đấy. Đang nói về vật chất thì cái nào tốt hơn? Giúp cho người ta có cái ăn hàng ngày, và thứ hai là giúp cho người ta có cái cần cầu cá hay cái nào tốt hơn? Thường là chúng ta đều nói là giúp có cái cần câu thì tốt hơn là giúp cho người ta con cá để ăn, phải không ạ? Vì ăn bao nhiêu cũng hết, nhưng mà có cần thì người ta tự câu. Thế thì chúng ta nên giúp cho người ta con cá hay là nên giúp người ta có cần câu cá? Đấy là câu hỏi không thể trả lời. Quý vị biết tại sao tôi nói không phải không thể trả lời không? Vì cái đấy nó còn tùy thuộc vào cái định hướng của cái từng hội thánh. Có những hội thánh người ta chỉ giúp cho anh khó khăn, phải không ạ? Người ta giúp cho anh một ít tiền để người ta mua đồ ăn. Thế người ta không giúp cho anh hình thành công việc, nghề nghiệp, kinh doanh. Còn có những hội thánh thì người ta sẽ định hướng người ta là giúp đỡ cho anh để anh hình thành công việc, để anh tự đứng trên chân mình. Cái đấy nó còn tùy vào định hướng của cái lãnh đạo của hội thánh đó, chứ không phải là mình muốn cái gì. Nên cái điều nên hay không nên, có khi nó nên với trong quan điểm cá nhân của mình, nhưng mà nó lại không đúng, không phù hợp với hội thánh. Thì cái đấy thì như thế thì nó rất đơn giản, thì nó không liên quan gì đến tài chính thì nó rất đơn giản. Còn nó liên quan tài chính thì mới là câu hỏi để mà nói. Thế còn cái gì nó không liên quan đến tài chính thì có hai cái vai trò. Thứ nhất là vai trò của cá nhân tín hữu. Theo quý vị, đây là Phaolô đang nói trong vai trò của cá nhân tín hữu hay trong vai trò tập thể của thầy? Tập
Khi nói trong vai trò cá nhân tín hữu thì tùy mình hoàn toàn quyết định về tiền ở trong túi mình. Các bạn không ạ? Tiền ở trong túi mình mà. Mình muốn giúp ai như nào, giúp nào đấy là việc của giữa mình với Chúa. Nhưng mà trong góc độ tập thể thì lại không được như thế. Trong góc độ tập thể thì lại phải có một lãnh đạo của tập thể đó. Và quyết định của lãnh đạo trong tập thể đó như thế nào, hoặc là ban lãnh đạo đó như thế nào, chứ không phải là cái mong đợi của mình được. Câu 10, vì thế khi còn có cơ hội, chúng ta hãy làm việc nghĩa cho mọi người, đặc biệt là những người ở trong gia đình của Chúa. Như vậy là một phần trong thu nhập của cơ đốc nhân. À, Kinh Thánh thì không có định ra là bao nhiêu phần, nhưng mà một phần trong thu nhập của chúng ta là phải để riêng ra để làm việc này. Anh chị em, một phần trong thu nhập của chúng ta nhé, những người theo Chúa, là phải đề ra để làm việc này. Hoặc Thánh cũng có quỹ từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và sống mồ côi. Bây giờ chúng ta xem tiếp nha, câu số 11 cho đi này. Lời cảnh cáo và lời chào cuối thư. Xin anh chị em xem đây, chính tay tôi viết thư cho anh chị em, nên khổ chữ lớn dường nào. Tại sao phải viết chữ to? Mắt mờ. À, mắt bao lâu mờ, mắt kém. Những người muốn được người ta tôn trọng về phương diện xác thịt, ép anh em phải ép vì chỉ vì họ muốn tránh bị bắt bớ khi chỉ tin vào thập tự giá của Đức Christ mà thôi. Ngay cả những người đã được cắt bì, chính họ cũng không tuân giữ luật pháp, nhưng họ vẫn muốn anh chị em phải được cắt bì để họ có thể tự hào về phương diện xác thịt của anh chị em. Mọi người có thấy là cái giọng văn của ông trở lại giống như đoạn mấy đoạn trước không? Sang đến đoạn 6 thì ông nói một chút về thực hành, nhưng sang đến cuối đoạn 6 thì lại nói về vấn đề là phép cắt bì rồi. Như vậy là đây là cái vấn đề này, vấn đề rất nghiêm trọng của hội thánh Galati. Câu 14, về phần tôi, nguyện tôi sẽ không tự hào về điều gì ngoại trừ thập tự giá của Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Bởi thập tự giá đó mà đối với tôi thế gian đã bị đóng đinh, và tôi cũng đã bị đóng đinh đối với thế gian. Vì được cắt bì hay không được cắt bì chẳng quan trọng, điều quan trọng là trở thành một đạo vật mới. Câu này tương xứng với câu nào ở trong đoạn trước? Câu số là 5, câu số 6 đấy. Mọi người nhìn là 5, câu số 6 so sánh nha. Rồi chưa? Là 5 rồi. Cắt bì hay không cắt bì không quan trọng, quan trọng là đức tin được thể hiện trong tình yêu thương. Và đây là cắt bì hay không cắt bì không quan trọng, quan trọng là trở nên một người mới. Như vậy là phép cắt bì cắt trong thân thể của người nam trong thời kỳ ước là hình bóng khi những người sống trong giáo ước mới, thì là cắt bỏ cái gì? Cắt bỏ cái tính xác thịt, cắt bỏ cái điều xấu xa ở trong mỗi một chúng ta. Câu 16, nguyện xin sự bình an. À, tôi nói thêm một cái điều này nữa. Có một người anh em này, người Việt Nam, tin Chúa rồi sang tự nhiên đi làm lễ cắt bì. Thì ngày này bảo làm lễ cắt bì thì sẽ trở nên như người Do Thái, trở thành một người Do Thái. Thì tôi nói làm cắt bì thì không có sao cả, nhưng mà nếu như chúng ta làm lễ cắt bì, chúng ta có trở thành người Do Thái được không? Mọi người thì suy nghĩ mà. Theo luật pháp thì cắt bì trở thành người Do Thái. À,
Nhưng mà từ trước xuống đến thì luật pháp đã bị loại bỏ rồi. À, thì sao? Thì dù cắt bì hay không cắt bì thì cắt bì thì cũng không trở thành người Thái. Về phương pháp là người ta cũng không người ta cũng có niềm tin rằng là pháp cắt bì không phải là điều kiện để nhận sự cứu rỗi, nhưng mà vì muốn trở thành người Do Thái cho nên làm lễ cắt bì. Bây giờ tôi sẽ phân tích về từng phương diện. Về phương diện thực thể, anh có làm cắt bì hay cắt gì chăng nữa thì anh vẫn là người Việt Nam và công dân nước Việt Nam. Anh vẫn là máu đỏ da vàng chứ không phải da trắng. Da trắng giống như người Do Thái. Người đẻ ra ông vẫn là người Việt Nam chứ không phải là người Do Thái. Thế còn đâu mang ý nghĩa thuộc linh thì thực ra chúng ta có cần làm lễ cắt bì để mang ý nghĩa thuộc linh không? Chúng ta là người Do Thái không quan trọng, mà quan trọng là ai? Là con cháu của Abraham. Có phải không quý vị? Theo như mạch văn ở đây trong Galati và cả Roma nói là trở thành người Do Thái không quan trọng, vì không phải là người Do Thái nào cũng là con cháu của Abraham. Quan trọng nhất là trở thành con cháu của Abraham chứ không phải trở thành người Do Thái. Có thể anh làm lễ cắt bì thì anh được gia nhập vào người cộng đồng người Do Thái, nhưng là con cháu của Abraham thì anh mới được hưởng lời hứa mà. Mà để trở thành con cháu của Abraham thì anh phải có cái gì? Và có đức tin của Abraham, và đức tin của Abraham là đức tin vào Melchizedek, có nghĩa là tin vào Chúa Giêsu, chứ không phải trở thành người Do Thái. Cho nên anh dù anh có trở thành người Do Thái chẳng có ý nghĩa gì hết, chẳng có quan trọng gì hết. Vì ngày nay người Do Thái họ vẫn là người Do Thái, nhưng mà họ có được cứu không? Khi họ chối bỏ Chúa Giêsu họ vẫn không được cứu. Câu hỏi, có ai có câu hỏi gì? Tôi không được nói về ví dụ như là mới nói lại cái chuyện mà cái người một sư nào đó bảo đi chữa lành người mà cảm vã phải lõng từ đây. Nên tôi nghĩ ví dụ như hỏi thánh mình hỏi đến giải cứu mình nói như thế thì chẳng ai đến giải cứu. Đúng không? Chẳng ai đến giải cứu thì tôi giải cứu trong nghiêm cấm dạy ông đưa đến 200 mọi người. Chúng em chỉ làm tình yêu thương thôi, chứ làm chúng em có phải bên dân ngoại đâu, lấy tiền vào ai? Chúng em được giải cứu, được bình an thôi, chứ có phải chúng em làm lấy tiền nó sang gì làm thế? Đấy, tôi thì quan điểm của tôi như này, đó là nếu mà người ta trả giống như trả giá thì đó là khác. Tôi làm cho anh cái này thì anh trả lại cho tôi cái này thì đó là cái nghĩa khác. Nhưng mà người ta chúc phước lại cho mình, vì mình chúc phước cho họ, người ta chúc phước lại cho mình lại là việc khác. Chúng ta thấy nhớ khi Melchizedek đến đón Abraham thì Abraham làm gì? Melchizedek chúc phước cho Abraham và Abraham lại dâng 1/10. Chúng ta thấy chưa? Melchizedek chúc phước là có nhìn thấy không? Giá trị vô hình đúng không ạ? Còn Abraham thì dâng lại cho Melchizedek giá trị hữu hình, đó là vật chất. Nên là chúng ta mỗi một nền văn hóa thì là một khác. Chúng ta không có một cái nền văn hóa nào áp dụng chung cho toàn thể. Có thể đối với người Mỹ người ta thấy chuyện đấy là bình thường, vì người Mỹ họ rất sòng phẳng. Đối với người Mỹ là người ta, người Mỹ nói riêng, người phương Tây nói chung, họ rất là sòng phẳng, cái gì ra cái đấy. Anh em ruột cũng không bao giờ đi vay mượn tiền của nhau. Muốn đi vay mượn đi ra ngân hàng mượn chứ không có vay mượn lằng nhằng. Người Mỹ rất ghét lằng nhằng,
cái gì ra đấy, nó một là một, hai là hai, không có thay đổi, không có đặc điểm chung của người Mỹ là như thế. Còn đây là chúng ta không phải trả cho bất cứ một cái gì, quý vị nhé. Đến cầu nguyện giải cứu ở đây không phải trả cho bất cứ cái gì, vì Hội Thánh đã trả cho tất cả điện nước, mọi cái, và người làm ở đây, người phục vụ đây cũng là phục vụ miễn phí. À, nhưng mà quý vị thử nghĩ xem, đi thuê một văn phòng để làm việc, thuê người chuyên lo về tất cả các việc đấy, thì quý vị đấy đấy đấy, đấy chi phí đâu? Lúc đấy thì anh đi vào đó anh phải trả phí là chuyện bình thường, vì chúng tôi không thể làm mà lấy bán đất bán nhà riêng của tôi để đi, đi làm việc đấy. Nếu mà Chúa kêu gọi điều đấy mà có điều đấy thì tốt đó. Còn những người ta không có thì không thể làm công việc như thế được. Đây là chúng ta xét trên cả hai góc độ, cả góc độ thuộc linh và góc độ thực tế. Trong khi nói điều đó thì nói một phần là khi lời Chúa dạy về sự dâng hiến trong hội thánh, mà tín đồ không dâng hiến là tín đồ cũng có tội trước mặt Chúa. Bởi vì tại sao? Khi nó không dâng hiến thì những người của Chúa lấy cái gì mà? Quý vị nghĩ xem, tín đồ không dâng hiến, những người phục vụ Chúa lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì nuôi vợ nuôi con? Ở trong thời kỳ của Malachi thì đã rơi vào trong tình trạng tồi tệ đấy, trong thời kỳ có những cái giai đoạn người ta không dâng của lễ trong đền thờ, các thầy tế lễ bỏ hết đền thờ hoang vu, đèn không cháy, mấy thầy tế lễ đi về nhà đi cày ruộng đó. Đó là Chúa rủa xả dân sự vì vì cái việc mà Chúa nói là dân sự ăn cắp của Chúa vì không dâng. Thế mà dâng hiến, chúng ta nhớ rằng dâng hiến tiền bạc không phải là sự lựa chọn, mà đó là mạng lệnh mà Chúa truyền. Một số người nghĩ rằng đi theo Chúa là mình muốn dâng dâng không dâng thì tôi à. Chúa dạy chúng ta về việc dâng hiến tiền bạc đấy nhé. Chúa dạy chúng ta về dâng hiến tiền bạc. Vậy vì tại sao khi mà tiền bạc được chuyển vào trong kho nhà Chúa, tiền đấy nuôi người phục vụ Chúa và tiền đấy để mở mang công việc của các nơi. Bây giờ Hội Thánh cần tiền đi để đi truyền giáo, mở Hội Thánh ở một tỉnh nào trên Hà Nội không có một đồng nào thì đi mở Hội Thánh kiểu gì? Tiền xăng xe không có để cho người ta đi mở Hội Thánh thì làm sao người ta được cứu, thì Hội Thánh sao được mở ra? Mà tiền ở đâu ra? Tiền nó không phải trên trời rơi xuống, không phải là Chúa hóa phép ra tiền đâu. Mà tiền đấy là từ các tín đồ dân hiến. Cho nên là sự dâng hiến về vật chất không phải là sự chọn lựa, mà là một mạng lệnh mà Chúa truyền. Chúng ta đọc cả trong Cựu Ước và Tân Ước, cả vấn đề dâng hiến cho Hội Thánh nên dâng hiến cho người nghèo. Dâng hiến cho người nghèo cũng là một mạng lệnh mà Chúa truyền. Chúa nói với dân Israel là các con sẽ có người nghèo trong xứ luôn luôn, nhưng các con phải đảm bảo sẽ không có người nghèo. Tức là một phần là Chúa biết là sẽ có người nghèo và Chúa đòi trách nhiệm của người dân mà là phải chăm sóc những người nghèo ở trong xứ, những người nghèo khổ. Và chúng ta nhớ là trong Cựu Ước khi mà Chúa dạy là đến mùa gặt á, không được gặt hết những gì ở trong đồng ruộng, phải để lại một ít cho những người đi mót. À, để cho những người nghèo người ta đến gặt. Và nếu mà đi mà gặt lúa mà bê lúa mà có rơi không quay trở lại nhặt, mà phải để cho những người đi mót lúa nhặt những cái nhánh rơi đấy. Chúa dạy trách nhiệm đối với người nghèo thế mà. Nếu mà thì khi mùa ra quả không được phép gặt hết, phải để lại cho người đi đường và để cho thú đồng. Chúng ta thấy không? Chúa dạy tính trách nhiệm đối với người cùng khốn và cả với động vật nữa. Rồi cái cây á, mà cái cành nào mà nó lan sang nhà hàng xóm thì cái quả mà nó lan sang nhà hàng xóm sẽ thuộc về nhà hàng xóm chứ không phải thuộc.
Chúng ta thấy cái tinh thần của Chúa dạy mang tính trách nhiệm với, chứ không phải là thích làm thì làm, thích làm thì thôi, đúng không? Ngày trước tôi làm việc một vài lần với chính quyền, họ thỉnh thoảng họ hay đặt những câu hỏi đấy. Các anh lấy tiền đâu ra mà sinh hoạt, lấy tiền đâu ra, có nước ngoài nào tài trợ? Chúng tôi chỉ có nước trời tài trợ. Tiền bạc chúng ta có từ đâu ra? Từ tín đồ dâng hiến thì từ đâu ra? Nên người ta cứ nghĩ rằng là có nước ngoài là tài trợ, mà ngay cả có nước ngoài từ đâu ra? Không từ tín đồ dâng hiến thì lấy đâu ra? Có chính phủ nào tài trợ chứ? Có rất là nhiều cái nó mang tính trách nhiệm trong Kinh Thánh mà Chúa dạy. Ở đây trách nhiệm có nghĩa là chúng ta cần phải làm, và chúng ta không biết. Chúng ta lại nghĩ rằng là thầy, mình muốn dân thì thôi. Chúng ta nhớ câu chuyện dân hiến của người đàn bà quá. Khi người đàn bà quá dâng hai cái đồng xu mà Chúa lại bảo là dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Tại sao? Có hai đồng xu thôi mà lại Chúa lại bảo dâng nhiều. Bởi vì những người kia là dâng tiền thừa, còn bà ta là hai đồng đấy là tất cả những gì mà ta có. Chúa Giêsu khuyến khích sự dâng hiến về tiền bạc đấy. Chứ Chúa Giêsu bảo đến nhà thờ là chỉ có hát với cầu nguyện đó. Có phải không? Rồi khi mà các môn đồ và Chúa Giêsu không có tiền để đóng thuế đền thờ thì Chúa Giêsu bảo với Phi-e-rơ làm sao? Hãy đi ra biển câu cá, banh miệng con cá đầu tiên ra, trong đó sẽ có đồng xu, lấy cái tiền đấy để đóng thuế đền thờ. Thuế đấy là thuế gì? Thuế đền thờ đấy, chứ không phải là thuế của người La Mã đâu, không phải thuế quốc gia đâu. Chúng ta nhớ nhé, người Israel là có thuế đền thờ riêng. Hàng năm mỗi người Israel phải đóng thuế vào đền thờ. Không phải là 1/10 thu nhập đâu nhé, mà có thuế đền thờ. Chúa Giêsu cũng đóng thuế đền thờ, các môn đồ cũng đóng thuế đền thờ. Phải đình à? Phải đình. Ở đây ấy, chúng ta phải hiểu về cái tinh thần. Quan trọng nhất là hiểu về tinh thần. Một khi mà mình có đức tin thật và yêu kính Chúa, thì chúng ta sẽ dâng hiến một cách thật lòng. Và mấy người mà đi theo Chúa mà cứ gọi là, dùng cái từ, tôi chưa biết ý ra dùng từ gì, từng hào từng đồng một, tính toán từng hào từng đồng một, đức tin người đấy là tôi cảm thấy nghi ngờ. Cái người mà có đức tin thật không, người ta không bao giờ biết tiền đối với Chúa. Còn cái người mà cứ nghi, cứ tính toán từng hào từng đồng một, tôi nghi ngờ cái đức tin đó. Vì tại sao những người đi theo Chúa gieo đời này để gặt về đời sau, để gặt trong cõi đời này? Rồi chúng ta có vài câu nữa, chúng ta đi lớp để chúng ta nghỉ. Câu 16: Nguyện xin sự bình an và ơn thương xót ở trên những ai giữ theo quy luật này và ở trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Rồi, tại sao lại cầu xin sự bình an và ơn thương xót? Tại sao? Vì hội thánh là đang trong tình trạng gì? Có
Hội thánh đang trong tình trạng bối rối. Nhiều người đang phân vân không biết là nghe theo Phaolô hay là nghe theo mấy người Do Thái kia. Hội thánh tranh cãi với nhau. Người này bảo là ông đi theo cái phe của mấy người Do Thái kia, bảo là tôi không quan tâm tới ông đâu. Thì các ông mấy người Do Thái đi theo phe của phe Phát Bình kia bảo ông đi theo Phaolô, bảo tôi không quan tâm tới ông đâu. Ông Phaolô là nguyện xin sự bình an, tức là ông cầu sự bình an, thì hội thánh lúc đó đang ở trong tình trạng của sự hỗn loạn. Và ơn thương xót ở trên những ai giữ theo quy luật này là theo cái lẽ đạo mà Phaolô truyền, đồng thời trên dân Do Thái, dân Israel của Đức Chúa Trời. Câu 17, ước gì từ nay trở đi không ai gây phiền phức cho tôi nữa, vì tôi đang mang trên thân mình những dấu khổ hình của Đức Chúa Giêsu. Dấu khổ hình đó là cái gì? Ông bị đánh đòn, đúng không? Ông bị đánh đòn rất nhiều lần. Đấy là những cái đánh giống như là Chúa Giêsu đánh. Cho nên là đấy là những cái dấu vết. Ông nói là ước gì từ nay không ai gây phiền phức. Tức là bản thân tôi đã phải đau đớn ở trong thân thể rồi, là bây giờ lại còn tinh thần lại còn mệt mỏi về những anh chị em ở trong hội thánh nữa. Câu 18, thưa anh chị em, nguyện xin ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta ở cùng tâm linh. Ông nhắc tới từ gì đấy, nguyện xin gì? Ân sủng hay ân điển? Nó đối lập lại với cái gì? Đối lập lại với cái gì? Kinh luật. Nếu mà anh có kinh luật thì anh cần ân sủng làm gì? Anh nhờ kinh luật để được sự công bình thì anh cần ân sủng làm gì? Và đã có ân sủng thì anh không cần kinh luật được. Ok, chúng ta kết thúc sách Galati. Câu hỏi thắc mắc. Câu hỏi thắc mắc gì? Tóm lại nhá, bây giờ chúng ta ôn lại sách Galati này, giờ lại từ đoạn 1. Sách Galati do ai viết? Viết cho ai? Hội thánh tại thành Galati. Hội thánh Galati do ai thành lập? Thành lập khi nào? Trong chuyến truyền giáo thứ nhất của Phaolô và Barnabas. Sách Galati được viết vào năm nào? Năm 49 sau Chúa. Ở đâu? Ở tại Antiochus. Hội thánh Galati có vấn nạn gì? Hai phe phái ở tại hội thánh, một phe theo Phaolô là chỉ cần tin ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu là được cứu rỗi, còn phe theo người Do Thái là phải làm lễ. Sau một thời gian đi theo cái chân lý của Phaolô thì hội thánh đã bị lệch lạc trong đức tin sau khi nghe sự giảng. Một phần là vì Phaolô không có mặt ở đó. Phaolô ông phải đi giao giảng thành lập hội thánh ở khắp nơi thế giới, cho nên là hội thánh Galati đã rơi vào trong cái sự tấn công của kẻ thù. Hội thánh Ê-phê-sô, các hội thánh của Phaolô đều gặp trong tình trạng này. Và sau khi Phaolô rời đi thì đều có những cái giáo sư già, đều có những cái sự giáo dục lệch lạc tấn công trong hội thánh. Chính vì vậy là những cái lá thư đều được viết ra để chuyển lại cho hội thánh những cái chân đạo của Chúa. Phaolô nói gì về những người mà muốn làm lễ cắt bì để được cái sự cứu rỗi? À, người đấy đòi hỏi phải, nếu mà
làm theo pháp bất bị đường xứ thì phải làm theo cả kinh luật. Mà có làm chọn kinh luật được không? Mà anh không làm chọn anh vi phạm thì anh bị rủa sạch. Và ông nói rằng những cái người mà truyền thụ cái giáo lý này thì sao? Sẽ bị giam, sẽ bị phạt. Và ông ước gì về họ? Là họ tự sao? Tự cắt mình đi ra khỏi hội thánh là hơn. Chúng ta làm lễ cắt bì, xin lỗi, chúng ta làm cắt bì có được không? Lễ là khác nhé, không dùng từ lễ. Lễ là liên quan tôn giáo. Chúng ta làm khác cắt bì được không? Được không? Có được. Được khi nó chỉ mang tính gì? Nó chỉ mang tính khoa học thôi. Tránh gây viêm nhiễm gì đó để bảo vệ sức khỏe. Nhưng mà nếu mà đặt nó làm điều kiện để nhận sự cứu rỗi thì sao? Là sai. Các cắt bì có sai không? Kinh luật có sai không? Có xấu không? Làm theo nó có được không? Có. Nhưng đặt nó làm điều kiện để được sự cứu rỗi thì là sai. Nếu không chúng ta kết thúc.